chỗ này là chỗ thứ hai cũng đến là nhớ không? Cái chỗ lúc mẹ mang đêm mình lên đó. Là mình đến đây ai cũng đến mình đồ cái đó là vì người ta đồ cái thằng đó có vì người ta tin rằng cái đó được Chúa cái này được do tâm đồ biết cái này nó thành một cái biết tin mình chưa làm cho nên là rất là tin rất là tin cái ai cũng chạm đến cái đồ đó. And there is this tradition in Montserrat also to switch the candle in memory of somebody or asking for favors. Chúng ta có thể đốt đèn, đốt nến để mà cầu nguyện cho những người, cái ý muốn của mình hoặc là trên cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là truyền thống. And the Jesus has in his hand a pine cone, which symbolizes the eternity. He has three fingers, three fingers raised because of the Trinity, our Father, the Jesus, and the Spirit. Ba ngón tay nói đến Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. And two fingers in word because of two natures, God and human. Và hai ngón tay trong cái lại này đó là nói đến thần tính và thiên tính, nhân tính của Chúa Giêsu. Then he is blessing all the pilgrims. Và ngài ban phép lành cho tất cả những người hành hương. Do you know already about the tradition how the Virgin Mary was found in the cave? Yes. Yeah. Then according to the tradition, the Virgin Mary was found in the cave, in the holy cave, by the shepherds. It was each Saturday, and the fifth Saturday
the shepherds called to the priest and the bishop to come here. They wanted to move the holy image to the city nearby, to Manresa, but she became on the way so heavy that they knew that she wanted to stay here in the mountain. Tình Đức Mẹ này được khám phá bởi những người trong một đồng trang chiên đó, ở trong một cái ăn đồng, rồi một đồng nó mới báo với các giám mục ở đây trước mẹ về. Tuy nhiên khi mà cụ rước ở đây thì phải có cái mẹ cảm xúc cả